tám tuổi tiểu nữ hài lưu ca một khi thai xuyên đi tới võng vương thế giới hóa thân cung vũ lưu ca bất ngờ gặp gỡ các vị hoàng tử chơi tennis vào cả nước tham gia cuộc thi âm nhạc quốc tế giúp bạn tốt giải tỏa khúc mắt bận rộn đến quên cả trời đất đột nhiên hệ thống tiện nghi đi lạc tìm tới cửa sau khi hiểu rõ lưu ca cần ngươi làm gì lỗ lỗ ông chân của nàng khóc bù lu bù loa van cầu ngươi làm nhiệm vụ đi nếu không hai chúng ta đều phải cắt, lưu ca. Ta cũng không tin ta không làm, nó một cái sấm có thể đánh chết ta, kết quả không làm nhiệm vụ, phải về Tây, bất đắc dĩ chỉ có thể làm lên nhiệm vụ, bận rộn cất cánh còn muốn bớt chút thời gian nói chuyện yêu đương. Nhưng mục tiêu các nhân vật từng cái từng cái tự động đưa tới cửa, tích bộ cảnh ngô, hành thôn tinh thị, hoàng tỉnh văn thái, bất nhị chu trợ. Lưu ca mê mang, đến tột cùng là ai công lược ai? quá trình chua ngọt đắng cay, nội tâm cô thật lâu không thể bình tĩnh, hiện tại chạy tới kịp sao. Hướng dẫn chống xét. Nhiều năm chủ, một VN, nhưng chỉ có mấy cái, có dáng dáng tràn diện, kết cục he, thích một V1 cùng không CP thỉnh thận nhập không thay đổi nội dung vở kịch hướng đi, quần tượng văn, chán ghét nào đó một trường học, muốn nhìn thay đổi kết cục đảng, thận trọng nhập chủ yếu hàng ngày, ngọt sủng làm chủ, tranh tài ít để ý thận nhập hệ thống tại 41 chương mới xuất hiện, cũng không phải là ngón tay vàng, có chỉ định tác dụng, để ý thận nhập nữ chủ có khuyết điểm, không hoàn mỹ, nhưng không phải kẻ yếu, để ý cẩn thận nhập thời gian tuyến quốc trung 3 năm đến U17 sau khi kết thúc không lâu, kéo dài, để ý thận nhập lần đầu tiên viết, hành văn đại khái không được tốt lắm, xin mọi người nhiều tha thứ, nếu có cái nào vương tử không phù hợp, tác giả xin lỗi không xứng đáng. Chương 1 Rickardia khả ái tổ hai người. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 Xuyên qua tới Lưu Ca. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Hơi nghiêm túc một chút. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 gặp lại hoan hỷ hoan gia. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Bằng đế chính thức đội viên. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Xin lỗi, ta cự tuyệt. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 yêu nhau trò chơi nhỏ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Cười lên càng đẹp mắt. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Băng đế đế vương. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Thầy chủ nhiệm bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test